chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 38, 39 và đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tình trạng các phương tiện vi phạm khi tham gia giao thông cao. Nhiều vụ tai nạn giao thông do người điều khiển không làm chủ được tốc độ, lái xe có nồng độ cồn dẫn đến các vụ tai nạn nguy hiểm. Qua đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa trang thiết bị, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, nhất là trên các tuyến có mật độ tham gia giao thông cao, tình trạng người điều khiển phương tiện quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông còn nhiều. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 538 trường hợp xe quá tải, xử phạt 5 tỷ 632 triệu đồng, xử phạt 724 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền 3 tỷ 457 triệu đồng, tạm giữ nhiều phương tiện do gây ra tai nạn giao thông. Việc tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động tại các giờ cao điểm, tập trung kiểm tra xử lý các đối tượng, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông theo chuyên đề. Có do công việc nó hơi vội thì nói chung là cũng không phải nhanh quá. Thì nói chung là trong khoảng từ 0 cho đến 10 km thì em vẫn chưa vượt quá. Em vẫn là nói chung là cái công tơ em nhìn có lúc đôi lúc nó sẽ bị không được chính xác nên là hôm nay hơi quá một tí thôi. Tuy vậy, tình trạng người tham gia giao thông ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông chưa cao hoặc chấp hành mang tính đối phó, đây là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, không làm chủ tốc độ, đi không đúng phần đường, tránh vượt không đúng quy định, chuyển hướng, không báo trước hoặc không quan sát dẫn đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Người tham gia giao thông vẫn thường xuyên là sử dụng cái nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Nên là trong thời gian qua là trên tuyến cũng xảy ra một số các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng nồng độ cồn để điều khiển phương tiện. Trong năm thì đội chúng tôi đã tiến hành tuần tra kiểm soát và xử lý được 50 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm lỗi nồng độ cồn. Chúng tôi thường xuyên là tổ chức các cái buổi tuyên truyền về luật an toàn giao thông và luật phòng chống rượu bia và tăng cường cái công tác xử lý tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Phần tiếp theo của chương trình là hướng dẫn lái xe an toàn. Xin chào quý vị và các bạn. Ghép xe song song là một cái thao tác thông dụng và thường xuyên của người lái khi tham gia giao thông và đặc biệt là đỗ xe ở ngoài vỉa hè, nơi đường. Vậy để ghép xe song song thế nào là một cách an toàn nhất, dễ dàng nhất và thuận tiện nhất thì hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn những cái bước cơ bản để các bạn có thể ghép xe song song an toàn. Điều đầu tiên, để đỗ xe được, chúng ta cần xác định được khoảng cách giữa hai xe đang đỗ phía trước và phía sau bằng khoảng cách là tối thiểu 1,5 lần chiều dài thân xe của các bạn. Các bạn tiến áp sát xe song song với xe phía trước với khoảng cách 80cm đến 1m và sao cho đuôi xe của chúng ta bằng với cả đuôi xe của xe phía trước bằng cách là chúng ta quan sát qua cái cột D của xe. Khi nhìn thấy đuôi xe của xe phía trước, đuôi xe bên lái của xe phía trước thì chúng ta dừng lại. Các bạn đánh hết lái sang phải và quan sát gương bên trái và lùi chậm đến khi thân xe thẳng với đầu xe bên phải, xe phía sau thì các bạn trả thẳng lái. Các bạn cho xe lùi thẳng và quan sát gương bên phải sao cho mắt tâm gương bên phải thẳng hàng với đèn hậu bên trái xe. Các bạn cho xe lùi thẳng và quan sát gương bên phải sao cho mắt tâm gương bên phải thẳng hàng với đèn hậu bên trái xe phía trước thì các bạn đánh hết lái sang trái. Sau đó lùi, chú ý đầu xe và quan sát gương chiếu hậu bên phải sao cho thân xe song song với mặt đường. Chú ý quan sát xe phía sau ạ. Sau đó các bạn trả thẳng lái và tiến lùi sao cho xe của chúng ta ở giữa khoảng cách hai xe là được ạ. Với những cái bước đơn giản như vừa rồi, tôi đã hướng dẫn với quý vị các bạn cái thao tác lùi xe song song một cách đơn giản để hiểu hơn và biết được nhiều những cái phương pháp mà lái xe an toàn hơn. Thì tôi xin mời quý vị các bạn theo dõi những số tiếp theo ạ. The Power of Dreams. The Power.
power of dreams. Honda CR-V mới khơi dậy mọi giác quan cùng công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing để bạn tự tin chạm đến thành công. Honda CR-V mới khai phá giác quan thứ 6. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn công ty ô tô Honda Hưng Yên Phú Hiến đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.